Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn Các con thân mến, cô cho chúng mình tiếp tục đến với bài giảng phần viết của bài học Cánh đồng quê em. Trong bài giảng này, chúng mình thực hành kỹ năng viết. Nhiệm vụ đầu tiên đó là nghe viết ba khổ thơ đầu của bài thơ cánh đồng quê em ba khổ thơ đầu đã được hiển hiện trên màn hình các con lắng nghe cô đọc lại một lượt ba khổ thơ này nhé cánh đồng quê em bé theo mẹ ra đồng vầng dương lên rực đỏ muôn vàn kim cương nhỏ lấp lánh ngọn cỏ hoa nắng ban mai hiền hòa tung lụa tơ vàng óng trải lên muôn con sóng dập dờn đồng lúa xanh đàn triền triện bay quanh hót tích ri tích rích lũ châu chấu tinh nghịch đu cỏ uống sương rơi bùi minh huế trong ba khổ thơ này con lưu ý chúng ta sẽ phải đặt dấu chấm đúng ở vị trí cuối mỗi khổ thơ viết hoa chữ cái đầu câu viết hoa chữ cái đầu tiên trong tên bài thơ viết hoa chữ cái đầu tiên ở tất cả các tiếng trong tên của tác giả trên màn hình cô có không gian để trình bày ba khổ thơ này thành hàng ngang nhưng khi viết vào vở còn viết thành hàng dọc lần lượt từ khổ thơ này đến khổ thơ khác con sẽ để một dòng ô ly làm khoảng cách giữa các khổ thơ nhé. Trong đoạn thơ, con cũng có thể chú ý những từ dễ sai chính tả như là Rực đỏ, kim cương, lấp lánh, hiền hoa, con sóng, tích ri, tích rít, triền triện, châu chấu, tinh nghịch, chúng mình chú ý những từ ngữ đó để không bị viết sai chính tả để ghi nhớ hơn cũng là một cách rèn luyện trước khi viết vào vở con hãy điền vào chỗ trống trong câu hỏi sau đây các con thân mến sau khi nghe viết được ba khổ thơ đầu của bài thơ cánh đồng quê em trong phần viết chúng mình sẽ thực hành cách viết tên riêng địa lý việt nam cô có bốn từ như trên màn hình hãy cùng đọc với cô bốn tên riêng này một cột bến thành tràng tiền hạ long đây là tên của bốn địa danh nên chúng ta sẽ phải viết hoa giống tên riêng của người việt nam còn thấy chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng đều được viết hoa với bốn từ ngữ này cô có bốn hình ảnh và bên dưới là những câu văn còn thiếu những chỗ trống các con sẽ điền vào chỗ trống những từ ngữ phù hợp để có thêm thông tin về những danh thắng của đất nước việt nam nhé ở hình ảnh với câu văn thứ nhất con thấy chùa chỗ trống ở thủ đô Hà Nội. Chúng mình điền được đó là chùa Một Cột ở thủ đô Hà Nội. Chùa Một Cột có tên ban đầu là Liên Hoa Đài, tức Đài Hoa Sen, với lối kiến trúc độc đáo, chỉ có một điện thờ đặt trên một cột trụ duy nhất. Chùa Một Cột hiện tại nằm ở thủ đô Hà Nội là một phiên bản được chỉnh sửa nhiều lần qua thác thời kỳ. Bị Pháp phá hủy khi rút khỏi Hà Nội ngày 11 tháng 9 năm 1954 và được dựng lại năm 1955 bởi kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng, theo kiến trúc để lại từ thời Nguyễn. Đây là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở Việt Nam. Kế tiếp đến câu văn và hình ảnh thứ hai, con thấy một cây cầu ở thành phố Huế. Và hình ảnh này chắc hẳn đã rất quen thuộc với các con. Các con có thể được đi du lịch trực tiếp hoặc du lịch qua màn ảnh và chúng ta biết được đó là cầu Tràng Tiền. Chúng ta hoàn thiện câu văn cầu Tràng Tiền ở thành phố Huế. Cầu Tràng Tiền hay còn gọi là cầu Trường Tiền là chiếc cầu dài 402,60m, gồm 6 nhịp dầm thép hình vành lược. Khẩu độ mỗi nhịp 67m, khổ cầu 6m được thiết kế theo kiến trúc Gothic bắc qua sông Hương. Đầu cầu phía bắc thuộc phường Đông Ba, đầu cầu phía nam thuộc phường Phú Hội tại trung tâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đất nước Việt Nam. Đến hình ảnh và bức tranh số 3, chúng ta thấy xuất hiện hình ảnh và câu văn Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Vịnh Hạ Long là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ tây Vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm biển đảo của thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Cuối cùng, chắc chắn rồi, hình ảnh đã cho chúng ta biết chợ bến thành con điền được vào chỗ trống. Chợ Bến Thành là chợ lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ được củng cố về cách viết tên riêng địa lý Việt Nam, các con còn biết thêm rất nhiều những danh thắng ở đất nước Việt Nam tô điểm cho vẻ đẹp của tổ quốc mình. Kế tiếp, trong phần thực hành viết, chúng mình sẽ cùng phân biệt R, G và Z. Con chọn R giờ hoặc di, điền và những đám mây trong ba câu văn trên màn hình nhé. Trong câu văn thứ nhất, ở tiếng còn trống, chúng ta thấy đã có vần ôm. Kết hợp với tiếng đằng sau, chúng mình sẽ thấy một sự vật được gọi là rơm vàng. Và ở đây còn điền được âm r, ghi chữ r. Mùa gặt đường làng phủ đầy rơm vàng. Tiếp theo, câu văn thứ hai, chúng mình sẽ phải điền âm giờ ghi chữ giờ. Mọi dòng sông đều đổ về biển cả. Cuối cùng, chúng ta thấy trong câu văn cuối cùng, từ được ghép đó là từ canh giữ và viết đúng chính tả. Tiếng giữ này sẽ phải sử dụng âm đầu là âm di con đọc được câu văn Các chú bộ đội đang canh giữ biển trời tổ quốc. Một lần nữa, hãy nhìn lại ba câu văn sau khi đã điền được R, D và G vào chỗ trống. Không chỉ phân biệt âm đầu, chúng ta sẽ phân biệt để củng cố về dấu hỏi và dấu ngã. Con hãy chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm trong hai câu thơ của tác giả Hoàng Trung Thông. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Con liền được dấu hỏi vào chữ in đậm thứ nhất tạo nên tiếng cả. Dấu hỏi vào tiếng in đậm thứ hai để tạo thành tiếng sỏi. Và dấu ngã trên chữ in đậm thứ ba để tạo thành tiếng cũng. Chúng mình có được câu thơ rất quen thuộc Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, để khẳng định sức lao động sáng tạo của con người, đồng thời nhắc nhở chúng ta chăm chỉ lao động, tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Nội dung này cũng đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.